Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo điện tử VTC News Thưa quý vị, nhiều ngày nay, thông tin bà cụ Trịnh Thị Khơn ở Đồng Nai đã 119 tuổi cao hơn 2 tuổi so với người già nhất thế giới đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận Theo lời kể, 3 năm trước, sau một trận ốm Cụ Khơn yếu dần rồi ngưng thở, gia đình đang chuẩn bị hậu sự thì cụ sống lại và khỏe mạnh cho đến nay. Theo giấy tờ tùy thân và thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước, Cụ Khương sinh năm 1905, quê ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, hiện sống tại ấp 2, xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Với số tuổi 119, cụ Khương cao tuổi hơn cả cụ bà Maria Braniat Morera, sinh năm 1907, quốc tịch Pháp, đang được tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là người cao tuổi nhất thế giới. Con gái thứ hai của cụ Khương là bà Đỗ Thị Ninh, 82 tuổi cho biết, mẹ tôi mới mấy hôm nay bị mệt, chứ trước còn tỉnh táo, nhanh nhẹn lắm. Cụ Khương sinh ra bảy người con, bốn trai ba gái ở quê hương Triệu Sơn Thanh Hóa. Một số người di cư vào miền Nam lập nghiệp, riêng con trai đầu của cụ đã hơn 90 tuổi, vẫn sinh sống ở Thanh Hóa. Chồng là liệt sĩ, hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Một mình cụ khờng phải vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi dạy bảy người con. Bà Ninh nói, mỗi người con lại sinh thêm 5 đến 7 đứa cháu nữa. Giờ mà nói chính xác mẹ tôi có bao nhiêu con, cháu chắt, chút chít thì không thể nhớ được. Con út của tôi năm nay cũng 45 tuổi rồi, con của nó cũng lớn hết rồi, nếu ước chừng số con cháu của mẹ có khoảng 150 người. Hàng năm, cứ đúng mùng 4 Tết, con cháu lại tập trung về thăm cụ khương. Nhà chật kín người, tìm chỗ ngồi cũng khó, nhưng cảm giác quây quần đó là điều hạnh phúc nhất mà bà Ninh mong muốn. Hiện con cháu ở gần vẫn thường tranh thủ về thăm cụ hàng tuần. Những lúc như vậy, cụ phấn chấn hẳn. Có hôm khỏe và tỉnh táo, cụ ngồi nói chuyện với mấy đứa cháu từ chiều tới tối. Việc ăn uống của cụ Khương không khó, hiện cụ chỉ ăn cháo dinh dưỡng và thi thoảng thay đổi bằng nước yến khẩu phần ăn được chia nhỏ thành nhiều bữa mỗi ngày có một điều rất đặc biệt đó là dù già yếu không thể đi lại cụ vẫn cực kỳ sạch sẽ gọn gàng vài ba bữa các cháu lại bế cụ đi tắm gội tuyệt đối không để cụ tự bước đi bà ninh cho hay nhiều lần mẹ tôi cũng muốn tự đi nhưng mà tụi tôi không cho giờ mẹ già quá rồi đi lại nhỡ ngã thì rất nguy thời gian này luôn phải có người ở nhà trông mẹ phải để mắt tới cụ hàng giờ tại sợ mẹ đi bất thình lình bà ninh nói thi thoảng cụ khương vẫn bị mệt theo đúng quy luật của tuổi già còn những trận ốm thập tử nhất sinh thì rất hiếm. Ngoài lần bị ngã vào năm 2018 khiến sức khỏe yếu đi và màn chết đi sống lại, 3 năm trước thì cụ luôn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà Ninh kể, trước năm 2018 mẹ tôi vẫn khỏe lắm, còn phụ tôi làm việc nhà như quét dọn, lột vỏ đậu phộng, nhổ cỏ vườn. Năm 2018 mẹ bị ngã, gãy xương bánh chè, sức khỏe yếu đi từ đó. Hồi đó mẹ cũng 112 tuổi rồi, bác sĩ bảo già quá nên không phẫu thuật thay được, đành phải đưa về dùng thuốc nam sau 3 tháng bó thuốc nam thì mẹ tự khỏi. Còn trận ốm cách đây 3 năm trước, lúc đó mẹ ngừng thở rồi, cả nhà tưởng mẹ đi thật rồi, chuẩn bị lo hậu sự rồi thì mẹ sống lại. Bà Ninh kể 3 năm trước, đúng thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, chồng bà và cụ Khương đồ bệnh nặng, hai người được đặt nằm trên hai giường đối diện nhau. Lúc đó mọi người trong gia đình đều đinh ninh cụ Khương sẽ đi trước, vì thời điểm đó cụ rất yếu, tuy nhiên sau đó người mất lại là chồng bà Ninh. Bà Ninh kể, lúc đàm cưới cháu ngoại của tôi, cháu thì phải đi lấy chồng, còn bà cố thì nằm liệt giường đến cái ngày rước dâu thì cụ qua đời, mất hẳn từ sáng, ngừng thở, chân tay lạnh ngắt. Gia đình lúc đó buộc phải xử lý đám cưới nhanh. Một số người đưa cháu về nhà chồng, một số ở nhà lo hậu sự cho cụ. Lúc về nhà, tôi đang dọn dẹp để đưa cụ lên trên nhà làm lễ viếng thì đứa em tôi ngồi bên cạnh sửa cụ rồi thắc mắc sao tay chân mẹ tự nhiên ấm. Sau đó nó mới la lên, mẹ ấm người rồi chị ơi, mẹ ấm rồi. Nghĩ có điều kỳ lạ, chúng tôi để cụ tiếp tục nằm đó, đúng y như rằng hai tiếng sau cụ bắt đầu thở lại hai ngày sau thì mẹ tôi khỏe bình thường, ngồi dậy được. Ly kỳ hơn, đợt cụ Khương đổ bệnh, gia đình đã cạo tóc để cụ bớt nóng nực giữa mùa hè miền Nam. Sau khi chết đi sống lại, cụ thắc mắc sao lại cạo hết tóc của mình, rồi tóc bắt đầu mọc lại trổ đen. Bà Đinh nói, nói chung là có nhiều chuyện lạ lắm, cũng không biết giải thích thế nào. Nhưng thôi kệ, mẹ khỏe và sống lâu là con cháu mừng rồi. Khoảng 17 giờ 30 phút hôm 29 tháng 2, Công an Phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhận được trình báo của anh VCH, 34 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đơn thể hiện, khoảng 15 giờ cùng ngày, anh này đi xe taxi từ phố Huế ra hàng bông, phường Hàng Gai để mua quà làm kỷ niệm và chuẩn bị bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, anh Hát có cầm theo một túi tiền, bên trong chứa 105.000 đô la Mỹ và để ở bên cạnh ghế ngồi. Sau khi mua hàng ở phố Hàng Bông, anh Hát tiếp tục di chuyển và khoảng 20 phút sau mới phát hiện túi tiền đã mất anh hát đã quay trở lại tất cả những nơi đã đi qua để tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã đến công an phường trình báo thiếu tá trần hồng nhật phó trưởng công an phường hàng gai đã chỉ đạo tổ cảnh sát hình sự do đại úy hồ trọng nghĩa làm tổ trưởng khẩn trương giả soát toàn bộ camera dọc tuyến anh hát đi qua qua đó xác định lúc xuống khỏi xe taxi người đàn ông đã làm rơi túi tiền xuống đất và có một người phụ nữ đi xe đạp nghi làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi số tiền lớn lại không rõ lai lịch người đã nhặt được ngay trong tối 29 tháng 2, chỉ huy công an phường đã chỉ đạo tất cả cán bộ chiến sĩ có mặt tại đơn vị tỏa đi các hướng, trích xuất dữ liệu để xác định hướng đi của người phụ nữ nhưng cũng không có kết quả. Sáng mùng 1 tháng 3 năm 2024, với sự quyết tâm cao nhất, cán bộ chiến sĩ công an phường tiếp tục tỏa đi các hướng, tìm kiếm tất cả những người bán hàng rong, thu mua phế liệu, đồng nát để hỏi về tung tích người phụ nữ. Cho đến 11 giờ cùng ngày, Công an phường Hàng Gai nắm được thông tin người phụ nữ đó nhiều khả năng đang ở trọ tại khu vực ga Hà Nội nên đã tổ chức ra soát. Quá trình truy tìm các nhà trọ quanh ga Hà Nội cuối cùng xác định người phụ nữ là chị NTM, 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu. Khi thấy cán bộ công an phường đến tận nhà trọ tìm, chị M rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, chị M bất ngờ hơn vì khi nhặt được, người phụ nữ này nghĩ đó là tiền âm phủ nên vấn đề chỏng trơ ở xe đạp chị M cũng đã bàn giao lại cho công an phường Hàng Gai số tiền còn nguyên đai nguyên kiện. Nhận lại được tiền, anh Hát rất xúc động và cảm kích trước sự nhiệt tình, tận tụy hết mình của cán bộ chiến sĩ công an phường cũng như sự tử tế, chất phác của chị M. Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý hành chính 2,5 triệu đồng đối với ông BVT, sinh năm 1979, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 25 tháng 2, ông BVT cùng các thành viên trong tổ trực thuộc ban quản lý đền ông Hoàng 10 làm nhiệm vụ thu tiền công đức người dân đặt lễ bỏ vào hòm công đức. Quá trình thu tiền tại gian nhà trung điện, ông T đã lấy trộm 1 triệu đồng bỏ vào hộp bánh, sau đó mang về cất giấu trong phòng bảo vệ. Hành vi trộm tiền công đức của ông T bị nhiều người phát hiện quay video. Ngay sau đó, công an huyện Hưng Nguyên đã có mặt kịp thời tiến hành xác minh làm rõ làm việc với công an, người đàn ông thừa nhận hành vi nộp lại tiền. Trước sự việc này, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An đã đình chỉ công tác với hai người thuộc ban quản lý đền ông Hoàng 10, lắp camera giám sát tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Hàn Ni 18 tháng tù và bị cáo Trần Văn Sĩ 2 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này, hai bị cáo Hàn Ni và Sĩ đều là luật sư. Từ đây, nhiều thắc mắc về hệ quả pháp lý liên quan đến nghề luật sư sau khi bị kết án là gì? Về vấn đề này, theo luật sư Trịnh Văn Hiệp, phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Quảng Nam, điều 5, 10 Luật Luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012 thì một trong những nguyên tắc hành nghề luật sư là phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật và tiêu chuẩn luật sư phải là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Cạnh đó, Điều 85 Luật Luật sư năm 2006 và Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam quy định luật sư có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về luật sư. Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định khác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức sau: khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư. Trong đó, luật sư thuộc trường hợp bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư mà không phải theo thủ tục xử lý kỷ luật luật sư quy định tại khoản 5 điều 42 điều lệ liên đoàn luật sư Việt Nam. Vì vậy, đối với luật sư bị cơ quan điều tra khởi tố bị can thì sẽ bị tạm đình chỉ tư cách thành viên đoàn luật sư, đình chỉ hành nghề theo điểm A khoản 1 điều 32 quyết định số 50 Quy đề HDLSTQ ngày 8 tháng 3 năm 2023 về quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật của Hội đồng Luật sư Toàn quốc. Và nếu sau đó họ đã bị tòa án xét xử và kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật, thì ngoài việc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư, theo Y khoản 1 điều 18 của luật luật sư, còn đương nhiên bị ban chủ nhiệm đoàn luật sư xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của đoàn luật sư mà không phải theo thủ tục xử lý kỷ luật của luật luật sư. Về việc sau khi chấp hành xong bản án thì luật sư đó có thể hành nghề luật sư được hay không? Theo luật sư hiệp, theo điểm d khoản 4 điều 17 luật luật sư năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2012, nếu một luật sư đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý, hoặc đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, dù được xóa án tích cũng sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và đương nhiên không thể hành nghề luật sư.